Xin chào anh chị nhà đầu tư nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Thanh Hưng thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An nha. Thì hôm nay em có nhận quay bán cho chủ một thửa đất ruộng nha cô chú anh chị. Thì cái thửa đất ruộng của mình nó có tổng diện tích đó là được 29 công, tức là 219 nha. Thì đất mình ở đây là nằm trong cái diện mà đê bao, nhưng ở đây chỉ làm được 2 phụ thôi nha. Thì ở đây là cái vụ này là cái vụ đầu tiên, vụ nông sinh nha. Thì cái lô đất của mình là cái ranh từ đây, từ đây mà mình đi thẳng vô tới cái tràm trong kia là 760 m nha. Còn cái mặt tiền của thửa đất mình á, là qua tới cái bờ bên kia, qua tới mí lúa xanh bên kia á, là được 45 m nha. Thì lô đất mình mặt tiền nó nhỏ, hậu nó dài, nhưng đất ở đây thì mần rất là trúng nha. Thì lô đất mình thì cái mặt tiền của nó thì tiếp giáp theo con lộ đất nha. Thì con lộ đất này á, là khoảng 5 m nha cô chú anh chị. Thì xe ba gác xe máy là mình đi vi vu luôn nha. Thì do ngoài kia là đang bị hạn chế cây cầu sắt, cho nên là ô tô là mình đi từ thị xã Kiến Tường lên tới đây là chưa được nha. Mình muốn đi ô tô vô thì là mình đi vòng từ thị trấn Vĩnh Hưng, mình đi vòng qua tới đây thì nó sẽ xa hơn, mình sẽ đi ô tô được nha. Còn phía trước đất mình có tiếp giáp thêm một con kênh nữa nha. Thì con kênh này ở đây là bề ngang nó là hơn 20 m nha. Thì ở đây là con kênh sáng lớn luôn. Kênh này là kênh thông, thông ra ngoài con kênh 79 luôn, và thông ra ngoài tỉnh lộ 819 luôn đó cô chú anh chị. Thì ở đây kênh này thì xà lan ghe lúa tầm khoảng là 100 tấn là mình đi vi vu luôn. Thì lộ đất này là bề ngang là khoảng 5 m nha, lộ rất là lớn luôn. Thì từ đây mình ra tới ngoài lộ nhựa ngoài kia thì tầm khoảng là 1,5 km nha. Thì ngoài lộ nhựa ngoài kia là nhà cửa dân cư ở rất là đông luôn, thì cực kỳ đông nha. Thì ngoài kia thì có điện có nước luôn. Thì đất mình thì cách điện nước thì tầm khoảng là 1,5 km nha cô chú anh chị. Thì cái giá chủ bán cũng khá là rẻ nha, chỉ có 80 triệu một công thôi, tức là 800 một mẫu nha. Thì cô chú anh chị mình cứ ưng, mình về đây mình tìm hiểu, mình tham khảo cái thửa đất này đi. Mình ưng, mình thích thì mình cứ tiến hành, mình ra mình gặp chủ. Thì chủ kia có giá 800 thì mình ra mình gặp họ, mình muốn trả nhiêu mình trả nha cô chú anh chị. Mình trả sao mà họ bán là ok nha. Thì hai bên lô đất mình đều có hai đường nước đi song song với nhau nha. Thì ở đây có đặt cái ống bầu ngang lộ nha. Thì em sẽ tiến qua cái ranh bên kia, em quay chi tiết cái ranh bên kia cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì từ thị xã Kiến Tường mình vô tới đây thì tầm khoảng là 8 km nha cô chú anh chị, cũng khá là gần. Mình ra tỉnh lộ 819 thì tầm khoảng là 5 km nha. Ở đây chủ có đặt một cái, có làm một cái đường để cổ lúa cho máy cày máy cắt lên xuống đó. Thì ở đây là cái ranh đất còn lại của thửa đất mình nha. Thì ranh đất bên đây thì cũng có đặt thêm một cái ống bọng ngang lộ nha. Thì ranh bờ của mình tới đây thì đường nước thì ở đây thì mỗi người nữa nha, hai bên đi song song vô tới trong kia luôn đó, cái hậu vô tới cái tràm trong kia nha. Ở đây thì người dân mình bắt đầu làm vụ lúa mới nha. Thì đường nước ở đây là hẳn hồi luôn. Còn bên phía bên kia là lộ đất xanh, bên kia là cánh đồng ba vụ nha. Thì cái phía bên kia là em mới bán cái lô mà 6 mẫu đó. Thì em lúc trước em có quay lên cái lô 6 mẫu bên kia thì em mới bán là 90 triệu một công đó cô chú anh chị. Bên kia thì cũng xe máy, xe ba gác mình đi được thôi. Thì giá thì chỉ có 80 triệu một công. Thì cô chú anh chị mình quan tâm thì xin liên hệ với em nha. Mình về đây mình xem đất nha cô chú anh chị. Thì mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình liên hệ với em qua số điện thoại là 0949 394 62 nha. Thì em sẽ kết nối cho cô chú anh chị mình xem đất và mình gặp chủ nha.